Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 6 với việc thảo luận tại hội trường về các nội dung báo cáo công tác của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, báo cáo công tác của tranh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2023, công tác thi hành án năm 2023, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, trước khi thảo luận tại hội trường về vấn đề này tranh án tòa nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ tư pháp tổng thanh tra chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu Hành trình kết nối viễn thông của Việt Nam và thế giới đã bắt đầu từ sự hợp tác giữa Ủy ban Viễn thông Hải ngoại OTC của Australia, sau này là TENCHA và Tổng cục Biêu điện Việt Nam, sau này được kế thừa bởi VNPT. Kỷ niệm hành trình này, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện đánh dấu 35 năm ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Australia và Việt Nam nhằm mở rộng mạng lưới viễn thông của Việt Nam, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác viễn thông trong thời gian tới. Đại sứ Australia tại Việt Nam ông Andrew Kolesdinowski thực hiện cuộc gọi với đại sứ Việt Nam tại Australia ông Nguyễn Tất Hành nhằm tái hiện lại một trong những cuộc điện đàm đầu tiên từ Việt Nam tới Australia khi đầu năm 1989, Bộ trưởng ngoại giao Australia Gareth Ivan đã tới thăm Hà Nội và thực hiện cuộc gọi đầu tiên qua đường truyền vệ tinh mới từ Hà Nội tới quyền Bộ trưởng Viễn thông Bob Brown tại Australia. Cuộc gọi đánh dấu những bước đi đầu tiên trong hành trình hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Ủy ban Viễn thông Hải ngoại OTC của Australia và Tổng cục Biêu điện Việt Nam năm 1988. Quan hệ hợp tác này thực sự đã tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt trong việc kết nối Việt Nam với quốc tế và đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương mà hai nước chúng ta có được ngày nay, Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, trong năm nay, chúng tôi đang tập trung vào giai đoạn hợp tác tiếp theo để biến các cơ hội của cuộc cách mạng kỹ thuật số thành hiện thực. Ủy ban Viễn thông Hải ngoại của Australia đã lắp đặt trạm mặt đất vệ tinh Vista đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1987. Các trạm mặt đất vệ tinh bổ sung và quy mô lớn hơn cũng được lắp đặt tại Hà Nội và sau đó phủ khắp cả nước. Trong suốt những năm 1990, quan hệ hợp tác đã có thêm nhiều dấu mốc quan trọng như giáo sư Đại học Quốc gia Australia, ông Rob Hopler mang thiết bị kết nối Internet đầu tiên đến Việt Nam năm 1991 và dự án cáp ngầm đầu tiên của Việt Nam đặt tại Vũng Tàu năm 1999. Nhắc lại những cột mốc quan trọng, đại sứ Australia tại Việt Nam cũng khẳng định hợp tác viễn thông sẽ tiếp tục là một trong những hợp phần quan trọng trong hợp tác số giữa Việt Nam và Australia thời gian tới đây. Rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, rừng tự nhiên tại Việt Nam bị suy giảm mạnh về chất lượng lẫn số lượng. Hướng đến vì một mục tiêu xanh hơn, vừa qua, Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tọa đàm xã hội hóa trồng rừng và phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Giai đoạn từ 2021 đến nay, Việt Nam đã trồng 696.000 ha rừng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 17,4%, tương ứng khoảng 121.000 ha. Vốn xã hội hóa huy động từ các tổ chức hộ gia đình, các cá nhân đầu tư là 82,6%, tương đương khoảng 575.000 ha. Vốn xã hội hóa được xem là nguồn quan trọng để huy động cho các hoạt động trồng và bảo vệ rừng để hướng đến mục tiêu trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, xã hội hóa trồng rừng còn nhiều khó khăn thách thức bởi hạn chế về đất đai và cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách chưa đủ mạnh, khó tiếp cận được nguồn vốn, môi trường pháp lý chưa rõ ràng, chưa thuận lợi cho các địa phương đơn vị. Các đại biểu tại tọa đàm kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, luật pháp liên quan đến hoạt động này, làm rõ quyền lợi ích và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia xã hội hóa và chính sách ưu đãi với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực như miễn giảm một số loại thuế phí để gia tăng tỷ lệ bao phủ rừng. Báo cáo về chương trình chỉnh trang phát triển đô thị trong 9 tháng của năm nay, thành ủy Hà Nội cho biết chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong chỉ tiêu chỉnh trang 20 nhà biệt thự, 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2023, gồm 12 biệt thự và 7 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, đến nay đã có 9 trong tổng số 12 biệt thự cổ xuống cấp của thành phố được cải tạo chỉnh trang xong. Hiện đang thực hiện cải tạo 3 biệt thự còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Trong số 9 biệt thự đã cải tạo có tới 5 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng từ trước năm 1954. Giai đoạn tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc bảo tồn, chỉnh trang các biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân ở các địa phương thắt chặt tình đoàn kết trong xây dựng quê hương. Trong những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. tại các khu dân cư thôn buôn của tỉnh đắk lắc sôi nổi tổ chức các hoạt động thể thao các trò chơi dân gian hội thi giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc không khí vui tươi sôi động đã trở thành ngày hội của tình đoàn kết dân tộc buôn tự tôi vẫn sống đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng uh, uh, trong công việc uh, nương rẫy hoặc là đoàn kết trong những công việc khi nhúc khi đau ốm. Cho tất cả buôn bà đồng của đồng bào bay buôn và dân tộc thiểu số buôn sang, sang năm môn môn, lại tiếp tục là, môn, là tổ chức làm mà tốt hơn vui hơn giống như cái trong năm nay á đầy đủ các phong trào hơn nhiều hơn là là rất là vui. Trong ngày hội, đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền các cấp đã về các thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chung vui cùng với bà con trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc cơ quan, các đồng chí lãnh đạo của các cấp từ trung ương đến địa phương đến cơ sở cùng tham dự cái ngày hội đoàn kết nó tạo được một ý nghĩa hết sức đặc biệt và nó tạo lên một cái sự gắn kết đồng thời cũng không qua đó để mình nghe được cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Để trên cơ sở đó trong quá trình xây dựng chính sách, quá trình lập pháp giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thì nó có tiếng nói, nó có tâm tư, nó có tình cảm, nó có nguyện vọng của người dân. Đắk Lắk là nơi quy tụ của 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, là địa phương có nhiều thành phần dân tộc nhất cả nước. Các hoạt động chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống nhân dân, xây dựng gia đình, thôn buôn, tổ dân phố văn hóa, tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, lan tỏa giá trị văn hóa bản sắc của người Việt không chỉ là việc của các văn nghệ sĩ mà của tất cả những người con đất Việt, những người yêu văn hóa Việt được xác lập kỷ lục và chuyển thể thành 18 loại hình âm nhạc khác. Bài thơ Con cháu vua hùng toàn cầu của doanh nhân Nguyễn Văn Mười được sáng tác tại cuộc phát động Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu, một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa rất lớn của kiều bào Việt trên thế giới, đã có phần gìn giữ, phát huy, lan tỏa văn hóa truyền thống của dân tộc. Trường <laughs> thân sáng đây là những làn điệu mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ với lời ca được phổ từ bài thơ Con cháu vô hùng toàn cầu của kỷ lục gia, doanh nhân Trần Văn Mười. Bài thơ được anh sáng tác trong thời gian ngắn và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của độc giả. Thông qua bài thơ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người Việt Nam. Để làm được một cái gì đó để giúp quê hương đất nước, để cho các thế hệ mai sau, thì tôi đã sáng tác bài Con cháu vua hùng toàn cầu. Bài thơ thì mang rất nhiều ý nghĩa. Thì tôi muốn tất cả mọi người chúng ta đều là nguồn gốc, là đều là con cháu vua hùng. Cho nên chúng ta phải đoàn kết chung một nhà để xây dựng quê hương đất nước. Và thông qua bài thơ thì tôi muốn ca ngợi quê hương đất nước của con người Việt Nam và Minh Quân thì cũng nên trong sáng và ca ngợi trí tuệ của người Việt Nam Việt Nam trí tuệ lòng cao cả giúp được muôn dân thịnh nước nhà Sau khi được chuyển thể thành 18 loại hình âm nhạc trong đó có ca trù, ca cổ, hát xoan phú thọ, sầm, quan họ Bắc Ninh, ví dặm nghệ tĩnh, hát du và có phiên bản tiếng Anh Bài thơ đã được tổ chức kỷ lục người Việt Nam toàn cầu Việt World trao bằng xác lập kỷ lục bởi những cảm hứng giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết về văn hóa Việt Nam qua đó tạo động lực để thế hệ trẻ cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành những công dân hữu ích, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Năm 2022 vừa qua, ông Trần Văn Mười lọt top những doanh nhân truyền cảm hứng nhằm nâng cao thể trạng tầm vóc, chăm sóc sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số. Viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hà Giang thực hiện lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho 1.300 học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú cho học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hà Giang có 527 học sinh, tất cả đều thuộc 19 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ngày hôm nay tất cả các em được các y bác sĩ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thực hiện lấy máu xét nghiệm bệnh tan máu bẩm sinh. Em muốn thấy bệnh này rất là nguy hiểm, sau khi được các bác sĩ chia sẻ thì em thấy việc này việc lấy máu này rất là cần thiết cho bọn em để xét nghiệm xem bọn em có bị mang gen tan máu bẩm sinh hay không. Em thấy việc này rất là quan trọng ạ. Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền qua nhiều thế hệ, gây nhiều tác động tiêu cực đến giống nòi và chất lượng dân số. Tại các tỉnh miền núi như Hà Giang, số lượng người mắc bệnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ từ 20 đến 40%. Đặc biệt là tình trạng hôn nhân cận huyết thống thì tỷ lệ mắc bệnh là rất cao. Để mà tiếp tục phổ biến sâu rộng các kiến thức tới cán bộ nhân viên y tế cũng như là tiến hành các cái xét nghiệm để mà điều tra phát hiện các cái trẻ ở các cái trường phổ thông nội trú mà mang gen bệnh. Từ đó thì chúng tôi có cái chương trình mà quản lý người mang gen và thông báo cho sở y tế cũng như là địa phương quản lý cái đối tượng người bệnh để mà có cái can thiệp kịp thời khi mà người bệnh xây dựng gia đình hay cũng như là có vấn đề về mặt sức khỏe. Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh là hoạt động trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động tập huấn đào tạo về chẩn đoán, phòng và điều trị căn bệnh nguy hiểm này sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn khó khăn hơn tại Hà Giang trong thời gian tới. Chuyển sang các thông tin quốc tế trong năm nay hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại mùa hè nóng bức đặc biệt một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện hiện tượng ấm lên toàn cầu có tác động ngày càng rõ rệt do đó các chuyên gia đang dự báo mùa đông năm nay có thể sẽ phá kỷ lục và trở thành mùa đông ấm nhất từng được ghi nhận các nhà khoa khí hậu ở đại học Massachusetts Lower ở Mỹ dự báo trên toàn cầu rất có thể tháng 12 năm nay tháng 1 và tháng 2 năm sau ấm kỷ lục Đối với toàn bộ trái đất, đây sẽ là thời kỳ nóng nhất được ghi nhận. Lý do khiến mùa đông đặc biệt ấm áp là do hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiệu ứng El Nino. Trong quá khứ, những năm lập kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu hầu hết đều là những năm xuất hiện hiện tượng El Nino và sắp tới, nhiệt độ trung bình dự kiến sẽ ấm hơn ở hầu hết mọi nơi. Theo thống kê, tháng 10 năm nay là tháng 10 ấm nhất trên toàn cầu trong các hồ sơ dữ liệu kể từ năm 1940. Thủ đô của Ấn Độ đã mở cửa trở lại các trường học và một số công trường vào hôm 20 tháng 11 trong bối cảnh ô nhiễm không khí mà chính quyền cho là nguy hiểm giảm dần. Tuy nhiên, bọt độc hại đã bao trùm các đoạn của con sông Yamuna chảy qua New Delhi. Delhi, thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, đã nối lại cuộc chiến hàng năm về chống ô nhiễm trong tháng này, bất chấp cam kết của chính phủ sẽ cải thiện chất lượng không khí. Trong ngày 20 tháng 11, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được là 336 đã giảm so với mức 509 của tuần trước, nhưng vẫn ở mức nguy hiểm. Các trường học được mở cửa trở lại. Trẻ em đeo khẩu trang trên đường đến trường sau gần 2 tuần đóng cửa vì ô nhiễm, trong khi những tín đồ đạo Hindu tổ chức lễ hội ngâm mình dưới dòng sông đầy bọt độc hại trắng xóa. Bọt phát sinh từ bùn lắng và chất thải chưa được xử lý. Ban quản lý nước của Delhi đang phun một loại hóa chất cấp thực phẩm để kiểm soát nó. Dự kiến các công trình xây dựng sẽ sớm được nối lại mặc dù có những hạn chế đối với các hoạt động thải bụi và không khí. Tập đoàn Microsoft đã tuyển dụng cựu giám đốc điều hành CEO công ty OpenAI là Sam Altman và người đồng sáng lập công ty là Greg Brockman. Cựu giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, đã bất ngờ bị công ty này đuổi việc hôm 17 tháng 11. Sau khi hội đồng quản trị ra thông báo, họ không còn tin tưởng vào khả năng tiếp tục dẫn dắt OpenAI của anh. Sau một tuần đàm phán với OpenAI, hiện là đối tác lớn của Microsoft về khả năng đưa Altman trở lại công ty. Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, đã chính thức thông báo cả Sam Altman và Greg Brockman sẽ gia nhập nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới được Microsoft thành lập. Microsoft giữ cam kết hợp tác với OpenAI và tin tưởng vào lộ trình sản phẩm của mình cũng như khả năng tiếp tục đổi mới liên quan tới các sản phẩm công ty đã công bố. Trước mũi nhọn hai đầu đặc trưng của hoàng đế Napoleon đã được bán với giá kỷ lục hơn 2,1 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá mới nhất hôm 19 tháng 11. Ban đầu, chiếc mũ của Napoleon được ước tính bán với giá khoảng 600.000 euro đến 800.000 euro, nhưng cuối cùng mức giá lên tới 1,93 triệu euro, tương đương 2,11 triệu đô la Mỹ. Mức giá này đã vượt qua mức 1,88 triệu euro, từng được trả cho một chiếc mũ khác của Napoleon tại Drouot vào năm 2014. Hoàng đế Pháp Napoleon có khoảng 120 chiếc mũ kiểu bicorne này trong suốt cuộc đời, các nhà sử học cho biết. Napoleon luôn đội theo cách hai đầu của mũ thẳng với vai, trong khi hầu hết mọi người ở thời đó đều đội sao cho các chóp mũ nằm về phía trước và phía sau. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 để nâng cao hơn nữa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nhiều kiến nghị đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội thực hiện giám sát đến cùng trả lời kiến nghị của cử tri qua đó không chỉ giám sát số lượng các câu trả lời mà đi sâu giám sát đến chất lượng các nội dung trả lời thời gian trả lời của các bộ ngành đã đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân bảo đảm đúng quy trình của pháp luật hay chưa FDI là ngoại lực quan trọng góp phần giải quyết thiếu hụt về vốn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ nâng cao năng lực quản lý đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động tăng thu ngân sách Nguồn vốn này trở thành cố hích thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Nhân dân, việc phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là nguy cơ khiến cho nền kinh tế mất tự chủ và nội lực trở nên suy yếu. Vì vậy, cần sớm có giải pháp phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Mặc dù nhiều dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, nhưng theo phản ánh trên báo Kinh tế và Đô thị, thực tế lượng vốn giải ngân vẫn hạn chế do những vướng mắc về một số quy định pháp lý và điều hành tăng trưởng tín dụng. Ở khía cạnh khác, một số chuyên gia cho rằng gói tài chính 120.000 tỷ đồng triển khai chậm vì chưa thực sự mang đến những điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà ở xã hội, bởi mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước quy định dành cho người mua nhà là 8,2% một năm, cao hơn rất nhiều so với mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vì vậy, cần phải nhanh chóng gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay cho các dự án nhà ở xã hội. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp cho thị trường bất động sản hồi phục. Theo phản ánh trên báo Lao động, tình trạng quá tải khiến cho bệnh nhân nhi và người nhà phải trải chiếu nằm trên trúc ngoài hành lang, bệnh nhân ung thư phải chờ hàng tháng trời mới tới lượt xạ trị hay là vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là áp lực của ngành y tế thành phố Cần Thơ bài viết khẳng định câu chuyện của ngành y tế cần thơ suy cho cùng không phải chỉ là thiếu thuốc và thiếu dường bệnh mà đang thiếu một bàn tay quyết đoán một giải pháp xứng tầm với vị trí và vai trò mà trung ương và người dân khắp miền tây đang tin tưởng giao phó Giá vé máy bay thời gian này khá cao, nhiều người lo dịp Tết khó tìm mua nên đã tranh thủ đặt vé sớm. Trong khi đó, thì theo ghi nhận trên báo Giao thông, ngành đường sắt và vận tải hành khách đường bộ đã sẵn sàng các phương án chia lửa phục vụ nhu cầu đi lại dự báo sẽ tăng rất cao. Đại diện chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết giá vé tàu Tết năm nay tăng khoảng 1-4% so với cùng kỳ năm 2022. Các trạng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vào các ngày cao điểm giá vé ghế ngồi khoảng 2,2 triệu đồng một ghế, dân nằm khoảng 2,6 triệu đồng một giường. Theo khảo sát hiện nay, giá vé xe khách trạng bến xe miền đông mới thành phố Hồ Chí Minh, bến xe trung tâm Đà Nẵng được công bố là 400.000 đồng. Để tập trung cho phát triển vận tải hành khách công cộng cùng với 10 tuyến đã có quy hoạch và đang thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có phương án làm thêm 6 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có một tuyến sẽ thay thế buýt nhanh BRT qua trục đường Lê Văn Lương. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trước việc tuyến xe buýt brt có nguy cơ bị khai tử trước mắt cần tiếp tục duy trì các hoạt động loại hình brt cùng với đó kết hợp các giải pháp về tổ chức giao thông phù hợp để thu hút người dân tham gia việc tiếp tục triển khai loại hình brt trong thời gian tới sẽ được xem xét đánh giá kỹ lưỡng từng đặt nhiều kỳ vọng vào những tháng cuối năm cũng là dịp mùa lễ hội liên hoan gặp gỡ bạn bè doanh nghiệp nhưng theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ giới kinh doanh nhà hàng ăn uống fb thừa nhận là rất khó cải thiện hoạt động kinh doanh khi mà các nhà hàng quán ăn ngày càng vắng khách Ngoài lý do người dân giảm chi tiêu vì kinh tế khó khăn, các chủ quán ăn nhà hàng cho rằng việc xiết lại quy định kiểm tra nồng độ cồn khiến cho hầu hết các khách hàng đều lo ngại bị đo nồng độ cồn và bị xử phạt. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh của ngành F&B mà còn phát triển du lịch, du khách sẽ không hứng thú đến một nơi mà mới 9 đến 10 giờ tối đã tắt đèn, quán xá vắng vẻ. những thông tin của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo